Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Và hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh để nhân vật Among Us làm độ chữ bánh pizza này nhé. Và hãy cùng theo dõi quá trình tô màu cho bức tranh của nhân vật Among Us này. Và nhân vật Among Us này sẽ được sử dụng màu xanh lá cây để tô nhé. Và cũng pizza này mình sẽ sử dụng màu vàng chế độ đèn và 240 giờ chế độ không đèn. Đặc biệt nổi bật là không có nước qua quả
cho gia đình của chúng ta một cách an toàn nhất. Và sau một khoảng thời gian, bức tranh đây là phần tham quan đang được